luôn, chào cả nhà, chào ngày mới. Ngày hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, cả đêm ngủ mưa quá trời mưa luôn. Ngủ không được tại vì mưa quá. Giờ trời vẫn còn ướt nè. À, bây giờ mình sẽ xuống sảnh ăn sáng để coi sảnh là bên nào trái phải. Trời, cái đường này đẹp quá, đường đẹp, mình đi đường đẹp đi. Đường đẹp nhưng mà anh Hạnh nó chỉ bên kia. Đi không? Chỉ kia bên đây, chỉ phòng đầu tiên. Đó, hôm nay chị em chúng tôi sẽ đi chu du ở phương nào, mọi người hãy theo dõi nhé. Hôm qua tính xuống bơi mà hồ bơi không cho bơi buổi tối. Hay quá, tài xế em chạy von, mình tới trước ta rồi chị Thường ơi. Cuối cùng mình đi lộn địa chỉ, cách địa chỉ của nhóm đang tập kết 10 cây. Hai địa chỉ sao nó giống nhau vậy? Tỉnh quỷ gì ngã năm, cái gì là ủy ban nhân dân thị xã ngã năm là gì mà cuối cùng lộn tới địa chỉ, thấy nó cũng y chang cũng vậy đó. Cũng đang chuẩn bị phát quà từ thiện mà không phải chỗ của tôi, giờ phải đi lại 10 cây số nữa quý vị. Đây mới đúng nha, thị ủy là sao, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã. Năm mới chúng chưa dậy kìa, đó đúng rồi kìa. Ở đó cái cầu này mình lên nổi không? Cái cầu này mình lên nổi không quý vị? Được không nha, đừng chạy xe tôi nha. Ôm coi tay lấy lụa mày thi bằng lái được không nghe thấy anh? Cao quá, mình cọ gầm của tôi nha. Cọ gầm xe. Nhẹ thôi. Cầu thì rộng nhưng mà cái dốc lên quá cao. Lên, không lên. Ờ xe làm sao cho khách đi qua cầu lại bộ. Dạ đi lại nhà đi chỗ này đứng đi. Đây nè, quay lại đây hả? Thôi đi về đó. Trời ơi, mới tới nhà của một bé mà bé đi học chưa có về. Đường phố nó khó như vậy đây mà. Bây giờ lộn tới lộn lui. Bây giờ chúng ta đến nhà của em học sinh thứ hai. Hôm nay đúng ngày rằm trung thu nha quý vị. Hôm qua 14, hôm nay 15. Sao, được chưa? Sao kẹt chỉ tới chỉ lui hoài vậy? Sao địa phương không gành đường hả? Sao chỉ tới chỉ lui hoài vậy? Kìa. Con bé học sinh nào đây rồi nè. Nhà mấy em phải qua đèo qua suối quá vậy mấy cô mấy chú. Sao? Được hết á, tôi không có sợ cái gì hết trơn. Tôi dân miền Tây đừng có lo. Miễn đúng người đúng việc là được. Ở đồ lên xe đi. Bây giờ vậy nè, bây giờ không còn được nữa thì để xe hơi ta đi ra ngoài. Giờ chở có đủ không ta, chở 3-4 đứa không? Chứ bây giờ đem xe hơi đi chạy theo vòng vòng đó. Biết rồi. Sao giờ là đi cái xe cái xuồng này phải không? Tới cái nhà bên đó phải không? Đi tới đó mình đi bộ. À băng qua đó thôi hả? Trời ơi, tôi tưởng đâu cái gì ghê gớm dữ lắm. Lên đó qua đó thôi mà không làm thấy ghê không hỏi đi được không? Rồi xuống dưới đó có cái xuồng này để đi không? Ủa, qua ngay nhà luôn. Rồi tại vì vậy sao mắc gì không đi xuống đó? Trời ơi mấy cha mấy mẹ ơi, chỉ đường gì mà mệt mỏi vậy? Con tên gì? Dạ con tên Nguyễn Trung Vinh. Con học lớp mấy? Dạ 6-1. Rồi bây giờ 2. Nhà con đâu? Nhà con đằng đó. Đằng đó rồi bây giờ tại sao con dẫn tới đây? Con dẫn chỉ đó mà bảo vệ chạy tới đây. À con chỉ đó mà bảo vệ chạy tới đây là tại chú bảo vệ chứ không phải tại con đúng không? Rồi vậy là hàng ngày đi học là con cũng đi qua vậy hả? Hay sao? Con đi bằng xuồng với nó. Con đi bằng xuồng. Bây giờ đi bộ là nhà con được không hay phải đi xe? Xa không? Dạ không gần. Gần thì đi, đi bộ, đi dẫn đường. Trời ơi, nghe mấy ông nội này chi đi. Tôi nghe nhỏ sướng hơn à. Thiệt á. Đó, thấy không? Chú bé dẫn đường đây không chịu nghe. Nghe mấy ông ngồi đứng nghe lộn. Trời ơi, là trời nó rối, thiệt là rối luôn. Con học lớp mấy? Dạ, lớp 6. Trời, lớp 6 gì mà có chút bé vậy? Con ở nhà này với ai? Con ở nhà với mẹ, cha với chị hai. Mẹ với cha với chị hai. Rồi bình thường con đi học là ai đưa con đi? Dạ em con. Ủa gì? Tự nhiên mày đi ở nhà mà em con đưa con đi học là sao? Em con học lớp 7 rồi. Sao em? Ủa? Con mà lại học lớp 7 mà con học lớp 6? Em con mà học lớp 7 mà con học lớp 6? Dạ, tại em con nó nhỏ.
nó lớn hơn con, nhưng mà cha mẹ nó nhỏ hơn con cho nó kêu con là anh. Vậy là em họ chứ không phải em ruột, phải xuồng này chưa? Dạ phải rồi. Rồi sao cái xuồng rồi, con biết chèo không? Dạ biết. Con biết chèo luôn. Dạ. Rồi ok, giờ con chở cô Tường qua trước nha. Dạ. Rồi con lên đi. Rồi. Con chèo đi, con chở cô Tường đi. Rồi chở cô Tường ảnh. Ok. Rồi bơi sao, bơi qua đây rước thầy. Rồi bơi qua rước thầy. Được cái lái là chướng luôn đó con. Lắc thì gớt thôi, bơi chứ có gì đâu. Đó, mình phải tin tưởng chứ, mầm non tương lai đất nước mà. Con nó nói nó chèo được là nó chèo được. Nó nói vô nhà là hỏi người già với trẻ em, nó không bao giờ nó xạo hết trơn á. Rồi mày chèo tới dọc sông tới đằng kia luôn á. Nhà con chó đó phải không? Dạ. Con chó của con á hả? Dạ. Con chó tên gì? Dạ anh tên Nocky. Nocky, Nocky. Nocky, Nocky. Nocky ra đón anh nè con. Ừ, nhà có chó trung thành đứng đón luôn ha. Hay, nó xây vòng mà đúng, nó đúng trước cửa nhà thiệt luôn nha mấy chế. Rồi, lên, giỏi quá trời luôn. Bookie, Bookie, đứng đón anh nè Bookie. Ê đúng. Rồi, cái quân của em. Thôi, mình về sông nước mà mình chấp nhận. Em còn quần trên xe, lát em thay quần mấy chế. Rồi, lên. Sao bây giờ con chèo xuồng á? Con chèo thì tốt rồi đó. Mà giờ cô Tường hư, giờ cái quần hư, cái quần dế của cô Tường rồi. Rồi giờ con tính sao đây? Này ai chịu trách nhiệm? Nhà con đâu? Nhà rồi, con. Dắt cô vô đi. Trời ơi, sáng sớm bộ đồ dế của tôi hả? Tôi chưa chụp hình được cái bộ đồ dế của tôi nữa chứ. Khoan nào, bây giờ múc nước cho cô Tường rửa tay trước nè. Cho cô Tường miếng nước rửa tay trước đi. Rồi em con đâu? Dạ em, con không có em. Ủa? Con có em họ mà con không có em. Là con có em họ, là cái em họ giờ học lớp 7 á hả? Dạ. Là ba mẹ con cứ có một mình con thôi. Có một mình con với hai. Với ai? Có một mình con với hai. Chị hai? Dạ. Thì chị hai đâu? Chị hai con cũng đi làm. Chị hai con mấy tuổi? Dạ 21. Rồi vô mở cửa đi. Mở cửa đi. Rồi đâu, tối con ngủ ở đâu? Dạ tối con ngủ trong vườn. Đâu vườn con này, đây ai ngủ? Dạ cái này để nó ngồi nằm đó. Ngồi nằm thôi, rồi dạ. Ba mẹ con ngủ đâu? Dạ mẹ con ngủ ở đó. Ba mẹ ngủ đây, rồi đâu dạ. Chỗ con ngủ đâu? Chỗ con ngủ trong đây. Rồi chị hai ngủ đâu? Chị hai ngủ chung con. Rồi thằng em họ? Em họ con thì nó ngủ bên ngoại. À đâu rồi, đâu ra chỉ cho con hai cô Tường chỗ con với em con ngủ, à, chị con ngủ đâu? Trong đây. Trong đây? Dạ. Cũng đàng hoàng sạch sẽ quá ha. Rồi nhà bếp đâu? Rồi tắm rửa đâu? Dạ nhà tắm thì ở ngoài. Nhà tắm ở ngoài hả? Dạ. Rồi. Ba con làm nghề gì? Dạ cha con thì vắt cát. Mẹ con? Mẹ con bán bún. Rồi đây con ngồi đây đi, cô Tường ngồi ghế này để nó không có bị dơ cái giường nha. Dạ. Mẹ con bán bún ở đâu? Dạ mẹ con bán bún ở ngoài chợ. À. Rồi bây giờ là bình thường con đi học là con chèo ghe qua. Dạ. Rồi con đi bằng gì tới trường? Dạ con đi xe đạp với em con. À em con có xe đạp. Dạ. Em con đạp chở con đi. Dạ. Tới trường xa không? Dạ cũng gần. Đạp lên tới trường khoảng mấy phút? Dạ 10 phút. 10 phút. Rồi con biết đạp xe đạp không? Dạ biết. À vậy là giờ con chưa có xe đạp ha? Dạ. Rồi vậy bây giờ là con, tụi cô sẽ tặng cho con chiếc xe đạp, mai mốt con đạp đi học chung với em con, hai đứa đạp hai chiếc chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà rồi đạp xe đạp rồi đi đạp về tới đây rồi sao đem xe đạp qua nhà? Dạ con đậu trong nhà có ông cậu con. À có nhà ông cậu bên kia. Dạ. Rồi mình đạp rồi ở bên đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi đồng ý. Ủa là con không lấy cái chèo rồi đưa đây rồi ai chèo? Đưa đây cô Tường chèo cho. Ê mày quỷ mày đi giặt gì đó. Rồi, ngồi xuống đi con, mở dây chưa? Tao bơi ngược. Bơi sao miễn tới thôi chứ. Thì tao đưa cái mũi vô nè.
bơi đúng mà trời. Giỡn hoài mới chế. Lên. Thấy chưa? Nó bơi đò ngang đưa khách qua sông. Được xe đạp hay không mà thấy hai cô cha hai cô cháu mới có người nhà đầu là banh chành hai bộ đồ rồi đó. Rồi, chiều cho nhỏ chiếc xe đạp nè. Rồi cảm ơn cô đi nữa dẫn xe đạp nó gửi bên đây. Rồi nào mua. Được. Ok vậy rồi. Được. Rồi đó cô, nhà ta vậy rồi còn chưa chịu cho người ta xe đạp đi học nữa. Chân gì? Bởi vậy giờ tôi thay nguyên bộ đồ, tôi còn bộ đồ nhưng mà chiều nay vậy là mặc quần sọt rồi đó nha. Tôi còn bộ đồ sọt à. Nó nghe nè, chiều tụi em phải làm chứng, nếu mà chiều mà có ủy ban, có lãnh đạo đồ, chị Tường bận quần sọt chứ giờ chị Tường hết đồ rồi, bộ đồ dí sáng giờ chưa chụp được tấm hình nào. Vậy chụp đi. Giờ chụp, chụp mặt tiền, đã vậy con chó nó còn quẹo lên cái mặt tiền của tôi nữa. Đi thôi. Bây giờ chúng em đến địa điểm nhà thứ hai. Quay mặt tiền thôi, đừng quay mặt hậu. Chào con. Cho cô đeo cái này vô người con nha. Cái micro thôi nha, không có gì hết nha. Không có lựu đạn gì đâu, đừng lo. Con tên gì? Dạ, Dương Thanh Phước. Dương Thanh Phước, con học lớp mấy? Dạ, lớp 9. Học lớp 9 hả? Dạ. Rồi con ở nhà này với ai? Dạ, nhà này với mẹ. Mẹ con hả? Rồi ba con đâu? Dạ, con thôi lâu rồi. À, rồi là ba con có gặp hay gặp ba con không? Dạ không. À, ba con đi đâu mất tiêu luôn rồi? Dạ. Không thăm nuôi, không gặp luôn? Dạ. Con có một mình thôi hay có anh em gì không? Dạ, con một. Con một. Rồi giờ mẹ con đâu? Dạ, mẹ con đi làm. Mẹ con làm gì? Dạ, hành đông lạnh, chăm sóc cho anh. À. Con học giỏi không? Dạ, trung bình. Học trung bình đâu, dẫn cô Tường vô tham quan nhà coi. Con không biết, con biết mặt ba con không? Dạ không. Không luôn? Dạ. Con ngủ đây hả? Dạ. Rồi mẹ ngủ ở trong? Mẹ về ngủ đây luôn, mà vậy mẹ về hai bữa rồi đi làm rồi. Ủa, là thường thường con ở nhà một mình? Dạ. Là mẹ con đi lâu lâu mới về? Dạ. À, rồi về thì vẫn hai mẹ con ngủ chung ở đây luôn? Dạ. Vậy bình thường rồi con ăn uống làm sao? Dạ, qua ngoại. Ăn cơm ngoài? Ăn bên ngoại. Ăn bên ngoại, à dạ. Nhà ngoại cũng gần đây hả con? Dạ, bên đó. À, rồi con đi học rồi đi bộ hả? Dạ, đi xe. Xe gì? Xe của ngoại. Xe ngoại là xe gì? Xe đạp. À, là con lấy xe của ngoại con đạp đi. Dạ. Ngoại nhiêu tuổi mà đi xe đạp? Dạ, ngoại con năm nay 60 mấy. Mà ngoại đạp đi đâu? Xe đó của ngoại, ngoại mua lâu rồi đấy cho con. À, ok con, đâu đi coi bên cạnh nhà có gì thôi. Nhà giờ mưa có dọn con? Dạ có, mà ít. Ủa rồi sao cô Tường không thấy chỗ tắm gì hết vậy? Đi vô coi. Giờ tắm hồi đó có trời, nhưng mà đem về qua giờ tắm bên ngoài. Ủa sao bên nhà không có gì chơi mày? Tôi tưởng đâu ở đây có gì, vô coi nè mấy đứa. Ủa, dọn hết rồi. Dọn đi đâu? Nhà có bữa gì mưa đâu? Dọn đi hết rồi. Rồi giờ con tắm rửa ở đâu? Dạ bên ngoài luôn. Cũng bên ngoài luôn? Dạ. Rồi. Nó có xe đạp rồi. Hồi nãy đi là sẵn chị xem luôn á. Nếu nhà nào mà thật sự mà dọ cột, nhà dọ cột siêu là chị xây nhà tình thương được luôn á. Mấy cái này cũng xây được. Nhưng mà nhà này chưa, nhà này là vẫn còn chưa, kiên cố. Nhưng mà nhà này nó bỏ trống. Bỏ trống ở bên nhà ngoại rồi. Thì bé này chắc cho nó ít tiền mua sách vở hay là gì kia thôi, thay vì cho chiếc xe đạp. Bây giờ mình qua coi chiếc xe đạp của ngoại đi. Ngoại nó đâu? Ở đây hả? Cái bên kìa. Cái bên kìa. Đi qua coi xe đạp. Con ơi. À, dạ, đi qua ngoại. Là túm lại là thấy là vẫn còn có bà ngoại lo phải không? Nhà bên ngoại cũng. Tuy là không có ai mà. Vậy thôi cho ít tiền. Ha. Cái này phát sinh nha quý vị. Con đâu rồi? Đi. Nè, cô Tường cho con ít tiền mua tập vở bánh kẹo gì ăn nha. Chứ con có xe đạp rồi, mua xe đạp nữa dư để cho dành cho mấy bạn khác chưa có xe đạp nha.
Ok con cố học nha con. Dạ. Rồi có dịp rảnh thì mấy cô mấy chú ghé thăm. Thôi nước nâu gì nữa. Thôi mà tay vẫn cầm. Nhà chị năm chị bảy gì đã à, của Huệ, của Huệ. Không hề, 10 cái số lên. Hả? Kêu nó ra. Đi ra kìa con. Ra đây con. Ở đây. Ra đây, thôi khỏi nước em đi liền à chị ơi. Cố gắng xích lại đây cô, xích lại đây cô. Con tên gì? Hả? Tên là Như Ý. Như Ý. Rồi Như Ý cát tường luôn. Con học lớp mấy? Dạ học lớp 6A2. Lớp 6A2. Ba mẹ con này hả? Dạ không phải. Chứ ba mẹ con đâu? Ba con bỏ rồi mẹ con đó hả? À ba con bỏ rồi đây mẹ con đó hả? Vậy con có anh chị em gì không? Dạ có, mà đi thành phố chưa mà. Ủa có đi thành phố hả? Đi thành phố làm gì con? Anh em ruột. Anh em ruột á? Con có anh em một mình anh con thôi. Rồi, rồi con biết mặt ba con không? Ba con đi hồi nào? Không biết. Không biết luôn. Không. Là hồi lớn lên là không thấy luôn. Không. Không có về thăm gì hết luôn. Không. À, rồi bình thường con đi học ở đâu? Dạ em học ở ngoài Trung Tư. Thôi khỏi làm nước chị ơi. Hả? Ở ngoài Trung Tư á. Sao không? Dạ gà. Con đi học bằng cái gì? Xe đạp mượn. Mượn của ai? Ai cho mượn? Dạ xe đạp của cậu. Đâu xe đạp đâu? Xe này hả? Xe này của cậu hả? Cậu nào vậy? Cậu Chín. Rồi cậu Chín cho con mượn rồi, cậu Chín lấy gì đi? Cậu Chín đi xe Honda vậy? Cậu Chín đi xe Honda hả? Dạ. Con đạp được không? Sao thấy cao quá vậy? Dạ được. Dạ dạ em cảm ơn chị. Đâu là đạp xe vòng cô coi thử ơi, xe cao quá vậy? Lấy xe đạp thử chút vòng coi coi. Ba cây số mà nó là gần. Tôi em bà. Tôi nuôi mẹ con đó hả giờ. Ủa? Ờ vậy anh là gì của nó? Cậu. Cậu. Nó chưa có nhà nữa chị. Giờ không có nhà. Cậu ruột không? Cậu ruột luôn. Cậu ruột luôn hả? À, cậu ruột vậy là ở nhà cậu ruột. Ừ. Vậy hả? Trời ơi, đâu đâu đưa con tối con ngủ đâu con nhân cho cô Tường coi, con ngủ đâu? Con ngủ trong đây. Con ngủ đây với ai? Với mẹ. Con ngủ đây với mẹ. Rồi cậu con ngủ đâu? Trước. Ngủ trước này hả? À. Ủa rồi cậu không có gia đình hả? Cậu không có vợ con gì hết hả? Dạ con không biết. Con không biết luôn. Cậu ở đây đi qua đây hỏi chuyện cậu coi. Ủa anh ở mình hả anh? Vậy hả? Rồi anh không vợ con gì chứ hả? Sao kỳ vậy? Hồi đó cũng đến với vợ rồi chụp con vợ mát rồi thêm ổng cháu đây nuôi mẹ con nè, tại vì mẹ nó bệnh á, tâm thần á. Mẹ bị, ủa mẹ bị gì? Tâm thần. Ừ, vậy là con ngồi xuống con, ngồi xuống. Uống thuốc hàng tháng. À uống thuốc hàng tháng hả? Vậy hả? Có ai ủng hộ cho cái nhà luôn đi. Có ai ủng hộ cho cái nhà luôn đi hả? Ôi đất ơi, là mẹ, ủa vậy còn anh biết ba nó không? Biết. Em bà nó bỏ đi hồi lúc nó còn nhỏ. Thằng nó nuôi con đó. Nhưng mà hồi đó là nó bà bả mẹ nó tâm thần chưa? Tâm thần lâu rồi, thằng này nó mấy năm rồi. Lúc 18 tuổi rồi có. Vậy vậy là ông kia chỉ là ở thôi đẻ hay là cưới đàng hoàng? Không có cưới, nó thấy cho là bệnh à. Thấy nó bệnh tâm thần dụ. Dỗ. À thấy chưa? Không phải cưới đâu mà ba nó là dụ mẹ nó thôi, mẹ nó tâm thần. Bà vậy nó mới lấy họ em á. Nó họ đại. À, họ của cậu luôn. À chứ không phải họ ba, hiểu không? Em kêu nó lấy là một cái danh lấy họ em. Ừ. Rồi thương nó ha, may quá còn có cậu nha. Thương cậu nghe chưa? Em muốn học giỏi lớn lên là lo cho cậu với lo cho mẹ nghe chưa? Dạ. Thương mẹ không? Ờ, con học giỏi không? Không, bình thường. À, bình thường cố gắng học cho giỏi thì sau này lớn lên là nuôi ngoại với nuôi cậu lại nghe chưa? Nhưng mà bình hiền lành bình thường, bình thường hết phải không? Không có gì hết phải không? Đó, nó đang bóc tường phải không? Là nó bỏ đi rồi mà tôi chạy cháy rồi nó quên, nó mua quên.
Mà năm nó bị tái hai lần. Dạ, dạ. Tái là nó lỗi đi, rồi sáng dạ. Đi. Rồi mới đi đưa đi căng. Nè, cô Tường cho con tiền ha. Muốn mua tập vở đi học thì mua, muốn mua bánh kẹo ăn thì mua. Tiền là cho con, cũng mua gì cũng mua, được chưa? Dạ. Chưa? Dạ. Ráng đi học cho ngoan nha. Dạ. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ, cảm ơn. Rồi. Rồi được rồi. Dịch cạp cạp cạp, mấy bà dịch cạp cạp, dịch xuống xuồng. Rồi, đã chưa? Xong quê đã chưa? Mía mà chưa có lớn mọi người ơi. Phải chi mà mía lớn mình vô mình bứng cây mía. Ủa phải mía không mày hay cỏ vậy? Cỏ. Trời ơi cỏ mà nó cao tôi tưởng mía má ơi. Nắng đen nha, không lấy nón trên xe đội rồi. Về là đen thù lùi cái mặt luôn á quý vị. Thấy vậy á chứ về là cái đen cái tay đây có lần nào tôi đi tôi cũng vậy hết trơn. Nhà thì vẫn nhà mấy tôn mấy gỗ nhưng mà điều có cái được cái là nhà nó cao ráo. Còn mấy cái nhà mà chị xây nhà tình thương là nó lụp sụp luôn, nó lụp sụp vậy nè. Chào con, ra đây con, ra đây. Được, được rồi, không có ngồi ý gì đâu, ra đây. Là con tên gì? Dạ con tên Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh, cô gắn cái micro đây cho con nha. Diễm Quỳnh là học lớp mấy? Dạ lớp 6. Nhà con đang ở với ai vậy? Dạ với cha mẹ. Cha mẹ con hả? Cha mẹ con đâu? Dạ mẹ con đi sao mà cha con đi làm. À ủa mẹ con không có đi làm hả? Chào chị. Dạ. Thôi được rồi, không có cần bàn ghế gì hết, đứng nói chuyện với bé mấy câu thôi hả? Rồi con đi học ở đâu? Con ở gần đây không? Dạ ở ngoài trường Lê Văn Tám. Lê Văn Tám hả? Rồi bình thường là có ai đưa con đi học? Dạ con đi nhờ. Đi nhờ ai? Dạ đi nhờ bạn. À đi bằng gì? Dạ xe đạp. Xe đạp hả? Bạn con có ai đi Honda đa không? Dạ không. Đạp mấy phút mới tới trường? Dạ tới khoảng 6 cây. 6 cây. Thường thường hai đứa tụi con với bạn con đi học là đi hai đứa hả hay là đi đông? Dạ đi hai đứa. Đi hai đứa, đứa nào đạp chở đứa nào? Dạ nhầm khi con chở bạn con, nhầm khi bạn chở con. Vậy hả? Rồi đạp mấy phút thì mới tới trường? Dạ 20 mấy phút. 20 mấy phút luôn. Dạ. Mấy cây chị nói mấy cây? 6 cây từ đây. Cái này xích ra đây rồi sao núp giọng chi rồi mà chị làm gì? Em làm gì chắc nhỏ hơn chị rồi, em làm gì? Làm giặt giặt hả? Dạ. Là coi như có bữa không? Là ai kêu gì làm nấy á phải không? Dạ. Mình ví dụ làm ngày là được nhiêu, tiền công được nhiêu? Thì 70, 100 mấy cũng có. Vậy hả? Nhưng mà ví dụ như tháng thường thì từng đi làm được mấy ngày? Có khi giờ là thất nghiệp không có làm. Trước thì đi nhổ năng. Củ năng á hả? Dạ. À. Giờ nghỉ rồi. Năng lá, nó lên rau thì cộng á. Đó là rau. À rau hả chứ không phải củ năng hả? Rồi còn chồng em là làm gì? Ai mướn gì mặn ấy cũng làm còn mướn luôn chứ không có đi làm công ty hay là xưởng xí nghiệp gì cố định hết. Dạ vậy hả? Vậy rồi thu nhập ổn định không? Chồng ổn định hơn hả? Có người kêu có khi có tháng không có. Thí dụ ông mướn là mướn làm gì? Làm hồ cũng có. À. Đi kéo lúa cũng có. Ừ. Ấy năng ai mướn gì làm. À. Làm hồ tiền có cao hơn làm lúa không? Hàng ngày được 200 mấy. Dạ ngày hả? Nhưng mà thí dụ bình thường đi tháng là làm nhiều nhất được mấy ngày mà ít nhất là được mấy ngày? Tháng có khi tháng này không 2-3 tháng cũng không có. Rồi mấy cái tháng không có rồi lấy gì ăn? Là mấy cái tháng có là phải để dành. Đúng không? Rồi hai chồng có mấy đứa con? Dạ hai đứa. Đâu? Hồi nhỏ đâu? Chào cô con. Ở đây con. Trời ơi. Con đi học chưa? Đi rồi. Con đi học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4? Trời ơi mày có chút chép thì học lớp 4. Giờ chị là học lớp mấy? Dạ lớp 6. Dành ăn hết của em hả? Dạ. Rồi con đi nước rồi con đi học bằng gì? Đi mẹ đưa. Mẹ đưa, mẹ đi đưa bằng xe gì? Đâu xe máy mẹ đâu? Ra đây. Đấy, cô hỏi đàn mắc cỡ. Biết đạp xe đạp không? Con biết đạp xe đạp không? Không biết. Xạo, có chút chét sao leo lên tới xe đạp tới. Có đạp xe đạp thử lần nào chưa? Đâu xe đạp đâu? Cô đàng hoàng không có. Không có lấy gì đạp. Ngồi đàng hoàng.
đáp mẹ nhỏ xíu mẹ mua cho con chiếc đạp nhỏ xíu. À, hồi nhỏ xíu là có chiếc xe đạp nhỏ xíu. Bây giờ chiếc xe đạp nhỏ xíu đó đâu rồi? Banh rồi. Banh rồi. Có chiếc xe đạp lớn chưa? Chưa. Bây giờ con thích đạp xe đạp không? Bây giờ nếu có chiếc xe đạp lớn con đạp được không? Ừ. Chắc không? Chắc. Ừ. Đứng đàng hoàng bẹo 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 tao mệt quá. Nha, mai mốt là chị đạp xong nhớ cho em đạp đi nha. Cho em đạp ké nha chưa? Em mượn xe chị đạp nha. Ăn cho nhiều vô đạp xe bự đi học nghe chưa? Rồi bảo vệ chị với em nghe chưa? Sao làm gì con trai mà con lông mi dài dữ vậy con? Trời ơi, hai chị em đẹp trai đẹp gái hết sức luôn. Rồi, vậy nhờ nói giùm chiều 4 giờ con 4 giờ con lên đâu? Lên đâu? Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thị xã Nhân Nam mình đó. Chiều chở con lên nha, chiều 4 giờ chở lên đó nhận xe đạp nha, 4 giờ chiều nha. 4 giờ chiều ông nội đi, thằng này đi học. Ai đi cũng được, miễn dạ, con đại diện con dạ. Chị đi, hai đứa chở đứa đi được rồi. Dạ. Nha, đứa nào đi học chiều con rảnh không? Dạ. Rồi chiều 4 giờ con lên nhận xe đạp về nha. Dạ. Ở thị xã Nga Năm hả? Ủy ban thị xã. Nha, chiều mẹ chở con đi nha. Dạ. Rồi ok con. Quá rồi. Hai chị em đi đâu cũng hở cái là đi xông hơi massage. Dẫn nó đi massage mà nó lén lén nó làm gì? Này gọi là gì ta? Giác hơi nữa nè quý vị. Bởi vậy thì nhỏ em nãy này không vô, gì, thấy cái lưng tao không rồi. Thấy chứ tao mà biết cái vụ này nãy tao làm luôn rồi tao cũng mê lắm mày à đấy vô nè tươi tỉnh rồi đó rồi chiều nay tiếp tục đi phát quà cho mấy đứa nhỏ thấy không sáng giờ đi là chia làm hai tốp còn tốp bên Tố Tố với lại là Bạch Trang là đi được năm nhà mà như tặng được 5 chiếc xe đạp. Lát nữa trên bây giờ về thay đồ là đi ra phát xe đạp nè. Còn bên nhóm Cát Tường Ly được 4 nhà, 2 nhà là phát 2 chiếc xe đạp, 2 nhà kia là cũng, mấy cháu cũng có xe đạp của bà con đồ mượn đi rồi, cho nên là cho mấy cháu chút tiền để mấy cháu mua quà trung thu thôi. Còn tối nay á, là lát nữa đi ra phát về là coi như phát 7 chiếc xe đạp, rồi tối nay là sẽ làm là phát 300 phần quà bánh trung thu cho mấy cháu nữa là Tường đi về Sài Gòn luôn. Đây mình đang gọi đầu ở chợ Ngã Năm cổng N1 nha quý vị. 4 giờ chiều thôi đi về đây. À, giống như Tường chia sẻ nãy là 7 chiếc xe anh nè. 7 chiếc xe. Hả? Vô đi, mặc đồ đi học có phát cho chiếc. Rồi. 7 bé. Rồi. Mới 6 bé à, còn thiếu bé nữa đợi tới luôn. Nguyễn hả? Nguyễn gì? Nguyễn Tuấn. Sáng té ướt bộ đồ đó, giờ phải thay đồ nè, con thấy chưa? Rồi, thằng nhỏ lát nữa tự đạp xe đạp về luôn quý vị. Sao bé nó còn nhỏ mà nó chơi độc lơi độc quẩn luôn vậy ta? Hồi nãy ai đưa con lên đây? Rồi sao mẹ không đợi để... Mẹ không biết chờ. Ừ. Giới thiệu chỗ chị Thành, ủy viên chấp hành Hội đồng Hương Trang Tập Trung có chị Cát Tường, nghệ sĩ ưu tú. Và có chị Phạm Yến. À, chị Phạm Yến. Có anh Phạm Thanh Sương. Lộc Kinh. Rồi chắc mời chỗ đơn vị có đôi lời phát biểu. Sẽ thì em cũng muốn đại diện cho Hội đồng Hương cùng với các anh nghệ sĩ là một vài mạnh thường quân đến đây tổ chức hoạt động trung thu. Ngoài ra thì có một vài phần quà nhỏ nhỏ là những chiếc xe này gửi đến cho các bé đang có nhu cầu và đang thiếu về phương tiện đi lại, và mong là các con nhận được cái phương tiện này xong rồi thì ráng chăm chỉ học tập rồi ngoan ngoãn và học thật là giỏi để không phụ lòng nhất là ba mẹ, thứ hai là những người đã ủng hộ luôn bên cạnh bên con nha. Cảm ơn con rất nhiều. Nào nhanh tay là còn, chậm tay hết nha. Ai nhanh tay còn lựa đi, đứng vô xe của mình đi, đứng vô, con thích chiếc nào con đứng vô đi. Đây mình ra làm sao nè, mình đứng nguyên hạng xứng. Con sao không vô chọn? Ủa đâu rồi con, chiếc nào? Rồi còn thiếu con... hai bạn. Ủa thiếu hai bạn lắm hả? Dạ. Không, bé này không phải hả? Dạ, chung. Rồi. Rồi con biết dắt xe không? Dắt xe con ra về đi. Mình có xe mình phải biết chạy nha.
không biết chạy là không được đâu. Đạp được rồi chứ không đạp được tôi lấy xe lại à. Rồi có được không? Có chấp hành an ninh luật lệ không? Ngon lành. Một em đó. Đâu biết chạy không? Biết chạy không? Chết rồi, con lùn quá rồi sao con chạy được? Chạy cô Tường coi. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Rồi đứa nào chạy coi. Mày bơi xuồng giỏi lắm nè à. Cậu lớp 7 đấy hả? À bây giờ cậu đi xe ké. Em lớp 7. Hồi nãy mấy nay em đi anh quá gian xe của em phải không? Rồi con chạy được không? Hay quá. Trời ơi đứa nào cũng ngon lành. Rồi nãy mày chèo xuồng hay lắm à. Bây giờ mày chạy cho cô Tường coi coi. Trời ơi. Dữ dằn thiệt chứ. Ê bỏ cậu luôn hả con? Ủa bỏ em luôn hả con? Trời ơi. Dạ. Sao vậy? Sao vậy? Năm bạn liền, năm bé, coi như năm 1 không. À trong nhà hả? Năm 1 năm đứa, năm đứa. Cầm tiền cho cất vô nha con. Về rồi có gì là tối Trung thu mấy anh chị em chia ra. Của anh Trung thu rồi ăn. Đó phát 500 phần quà Trung thu cho mấy bé mà trời mới mưa. Vì mà xách cặp xách giỏ đi nữa nè, dâm vô mấy xách cặp, xách ghế luôn hả? Ủa đi mà bưng vô ghế nữa hả? Dễ thương vậy. Có chừng lỗ. Dạ. Con chụp con đó. Chụp đi, chụp đi. Rồi đưa đi. Rồi ok chụp đi. Này đây Thanh Yên. Thuyền. Rồi con. Đứng dưới này. Đứng dưới. Trước đi, mình ngồi chụp hổm vậy nè. Ừ. Ngồi một hàng nữa mấy bạn trai. Chen chen ở đâu vậy? Ừ đó. Rồi. Một, hai, ba. Rồi, chào mấy em, chào mấy em. Ủa, giờ đây con ngồi. Giờ đây mà con ngồi dán nữa hả? Đúng vậy, coi chừng nè. Về kìa nè, ủa? Nãy giờ đi phát xe đạp. Trời ơi, cái này tôi dốt lắm rồi. Thì con về em nhìn em mới sáng tạo. Tôi nhức đang nhức đầu luôn á. Tuyệt vời. Bắt đầu lên. Thằng Nga dám thế. Rồi có cái miếng trưa thôi hả? Tụi con ơi, tụi con thấy chú Hoàng Mạch có giống chú Cụi không? Wow. Chú Cụi có mập vậy không tụi con? Wow. Ai thấy thằng bơ ta lên. Đó. Quay xuống chứ. Có bạn luôn thì con. Tụi con thấy chú Hoàng Mạch có dễ thương không? Mình hỏi cho nó đúng sự thật. Hỏi đúng đi. Rồi giờ bây giờ mấy con mà nói chúng con lên đây nè. Để chú mặt với cô Cát Tường tặng quà các con nha. Có cái con thỏ ngọc nữa. Nhưng mà do là vì mình sợ trời mưa. Đáng lẽ là mình làm ở ngoài sân thì nó sẽ đông hơn. Bây giờ trong đây thì nó hơi chật. Cho nên là cố gắng thôi, con kìa không có chỗ ngồi luôn. Nhưng bây giờ ra ngoài thì trời đang mưa. Mọi người thấy không, ở bên ngoài trời đang còn mưa. Tường đi ra Tường coi thử coi có hết mưa không. Nhưng mà mưa như vậy cho nên tất cả buộc phải vô trong hội trường. Nó hơi ngợp, ra ngoài này rất là thoáng. Mà mấy cháu vẫn còn ở ngoài này chưa có vào hết. Cho nên là mình khẩn trương mình phát thôi. Chứ bây giờ nè mấy cháu còn quá trời mà đâu có chỗ đâu. Đây xin mời quý vị đặc sản Sóc Trăng nha. Đặc sản Sóc Trăng đó mấy bạn. Đặc sản Sóc Trăng, làm miếng bánh mía, bánh mía, làm mía đi. Thấy chưa? Để mình ra thử. Dạ em xuống hôm qua á chị. Em review qua đặc sản Sóc Trăng nha chị. Mời chị làm miếng với em cho vui. À ăn cay à. Rất là thơm, rất là béo, không có ngọt gắt, ngọt rất là thanh luôn, rất là ngon.
Rồi, như vậy là kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm ở Sóc Trăng. Tính ra là mình cũng 2 ngày 2 đêm luôn chứ hay. Tối nay giờ này cũng 8 giờ tối rồi. Bây giờ mình vô ăn khuya với địa phương, mời ăn cháo khuya nữa là về tới Sài Gòn cũng 1-2 giờ sáng. Thị ủy ngã năm. Hồi nhỏ lớn mọi người tại sao lại không ghi là tỉnh ủy hay là thị xã, mà cái bảng phía trước lại ghi là thị ủy? Thì lần đầu tiên thị ủy có phải là thị xã đảng ủy hay là sao mà cái bảng này là thị ủy ngã năm? Rồi tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà. Lát đi chung xe em luôn anh Hoàng Mập. Em cũng về, em cũng về, đi chung hai xe đi, có gì cho nó vui. Không biết thì không biết, lát biết. Và mọi người subscribe theo dõi kênh của Cát Tường nha. Như vậy là mình đã chơi trung thu 2 ngày với các bé rồi. Bây giờ chia đi con ơi.